và nhiều cái hơi lạ lắm. Nhưng mà lo không ngoài. Ấy. Mọi người dặn Tuấn bật lo ngoài và Tuấn bảo không. Dạ. Ai, Tuấn muốn sao không được ạ? Alo. Alo em Alo. À. Em à. Ai nhỉ? Anh. Em đây. Cái này nó vẫn còn giận em rồi. Này, đừng giận nữa nha. Xin lỗi không được rồi nha. Không gì nhỉ? Giận gì? Thôi được rồi, xong xong. Cái này thôi về mình nói chuyện sau đi. Nói bây giờ anh cũng xấu hổ quá. Anh đi. Đang ngồi ở Saturday Radio đây. Mọi người đang bảo anh là bây giờ phải gọi điện cho em và anh nghĩ là điều này thì anh cũng rất muốn gọi và anh cũng sẽ nói với em là em có thể song ca với anh một bài hát trong thời gian sắp tới không? Đi. Ngượng quá. Ngượng quá. Em ngại quá, dạo này kỹ thuật anh Tuấn càng lên, càng kỹ thuật càng xuống cho nên sợ song ca lép vế lắm. Chắc là em tắt máy luôn đi. Cho em tắt máy đi, Tràm không hiểu em rồi. Một lần nữa, chúng tôi thay mặt cho toàn bộ ekip của chương trình rất muốn gửi một lời mời đến Hương Tràm, đặc biệt là Bùi Tuấn rất muốn gửi một lời mời đến Hương Tràm. Hương Tràm có thể song ca với cả Bùi Tuấn một bài hát nữa được không? Dạ, được. À, anh Tuấn là yes. Cha, là mẹ. Anh Tuấn nói gì, Tràm cũng phải nghe. Anh đồng ý câu đấy. Anh Tuấn là cha, là mẹ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Sao anh lại nghe được câu đấy mà em không nghe đấy? Là cái gì cha mẹ gì đấy đấy? Nói rồi thôi, nhưng mà anh bảo này thôi, mình nói chuyện riêng, mình về nói sau nhá, mọi người đấy nghe hết. Chuyện gì anh? Chuyện không. Gì chuyện kia anh nói cho mọi người biết luôn đi. Không, thực ra thì chuyện mà mình bàn bạc gì bài vở thì mình bàn sau. Nhưng mà bây giờ mình rồi. Hứa rồi nhá, hai anh em mình hứa rồi đấy nhá. Ok, đừng giận anh Vũ hôm hoặc bà hôm rồi nhá, xin lỗi. Có gì đâu, chiều rồi em có nhớ gì đâu, tự dưng okay, anh nhắc ra vậy. Ok rồi, thank you. Bye. Ok, hôm nào gặp sau nhá. Ok, bye em. Vâng.